Zahmt. Get everybody mad. Man, the storm will bring that. No, he made your fault. Come in, come in. Tap, tap, jump, jump, bam, bam. Đi mãi mà chẳng thấy nhà là thế nào nhỉ? Chờ mãi chả thấy bu nó đâu. Quay đều. Ây da ơi. À kìa, buông ra đừng có ôm anh. À. À. Hừ. Bố láo ăn cắp nè. Tại sao anh bảo mà không nghe lời hả? Trên bảo dưới không nghe, cấp dưới lại cãi lệnh cấp trên hả? Mình quay đều mà tại sao cái bánh xe nó lại không quay là thế nào nhỉ? Được rồi, đã thế, ông dắt bộ. Nào. Ơi. À. Ui da. Ngoan nào. Thôi, đừng có giận anh. Cứ ngoan ngoãn đi rồi lát anh cho tiền nhá. Đấy. Cứ nhắc đến tiền là con nào cũng ngoan ngoãn hết. Cũng ngậm mồm hết. Tiền anh không thiếu nhá. Mà anh đã nói ấy, là anh làm nhá. Anh đã cho là anh không bao giờ anh thèm đòi lại nhá. Anh tuy nghèo nhưng anh không hèn. Anh không giàu nhưng sang hơn khối đứa nhá. Này. Tiền. Tiền. Tờ này nó mát ghê lắm. 200.000. Nằm đây. Nằm đây. Nằm đây. 500 cơ à? Nằm đây. Còn mấy đồng lẻ này cứ để trên. Anh để đây ấy, con Tú vịt vợ anh còn lâu nó mới phát hiện ra chứ. Để cho nó chừa cái thói là bóc lột công lao của xỉu này, biết chưa? Bây giờ nào. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, khổ thân tôi chưa? Hả? À, đứng lại! Để tôi hỏi anh, về đến nhà rồi còn định đi đâu? Bỏ mẹ, về tới cổng nhà rồi mà còn gặp công an, thế này thì chết! Chào cán bộ! Dạ, báo cáo cán bộ là cán bộ mẫn cán quá! Trời nó nắng thế này mà cán bộ vẫn chưa nghỉ ạ. À. Báo cáo với cán bộ là từ sáng đến giờ là xích lô của em không chở cái gì cồng kềnh cả. À, được rồi, bây giờ tôi hỏi anh. Làm sao mà bây giờ mới vác cái mặt về? Hả? Thế tại sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy? Báo cáo cán bộ là cán bộ cứ đùa em chứ. Cánh xích lô bọn em nhìn cái cán bộ thì thằng nào mà chả phải cong đít chạy. Ôi trời ơi, nốc cho nó lắm vào. Dạ không, từ sáng giờ em mới có làm có vài chai thôi chứ vẫn còn tỉnh lắm. Dạ báo cáo cán bộ là em ấy là không say nhá. Mà em vẫn phát hiện ra là cán bộ có cái dáng là thon thon hình vại mà thoai thoải hình chung. Nhưng cán bộ ạ. Sao? Uống bia ít thôi nhá. Gớm cái bụng to như cái trống thế kia. Cán bộ phải như em thế này này. Uống rượu nhá, chứ không uống bia.
uống rượu thì bụng em đây này nó mới phẳng như là cái đường băng ấy, nó mới sướng. Bụng to là nhanh chết lắm cán bộ ạ. Ôi, nốc cho nó lắm vào. Để đến bây giờ nhá, không nhận ra ai với ai nữa. Hôm nay nhá, nhân tiện có mẹ anh ở đây, tôi sẽ lạnh làm gáo mà sứt thì làm môi nhá. Một tuần nay mẹ anh ở đây là tôi nhịn anh lắm rồi, tôi nhịn đến cơm sống rồi. Hôm nay kể cả có bị đuổi ra ngoài đường nhá, tôi phải cho anh biết thế nào là say, thế nào là tỉnh. Đi vào đây. Hả? Đi vào. Ôi giời ơi, thế là gặp hạn rồi. Say sưa lắm vào. Ai dạ? Đời tôi lắm cơ. Ôi giời ơi, sao được. Bình tĩnh nào. Trời ơi, xỉu nhi của mẹ. Con yêu con quý của mẹ con về đây rồi. Đi 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 vào nhà đi con. Đồng chí công an áo vàng. Chào đồng chí. Ôi. Lãnh đạo chỉ huy có khác, giọng ngọt ngào thế chứ này. Đấy, chắc là hôm nay con tí rượu về vui vẻ với bạn bè nó thế đấy. Thế thôi, mẹ là mẹ đẻ của nó, mẹ lạ gì tính nó nữa. Thôi, đi vào nhà đi. Dạ, báo cáo lãnh đạo chỉ huy, tôi xin phép có ý kiến thế này. Ôi. Vừa rồi ấy, đồng chí cán bộ này chỉ tay vào mặt dân, bôi láo ăn cắp, đề nghị là kỷ luật. Thôi con ơi con, thôi con đừng chấp nó làm gì. Tí nữa nó tỉnh táo là nó lại vui ngay ấy mà. Mẹ là mẹ đẻ của nó, mẹ lạ gì tính nó nữa. Thôi giúp đỡ mẹ một chân tay đưa nó vào nhà đi con. À mẹ bảo này, thôi mày chịu khó mày khỏe to này, mày cõng nó vào nhà cái cho mẹ. Đi vào nhà. À. Ô hay. Đây rồi. Cái gì đấy nhỉ? Tí thì mất. Đây. Dạo ôi. Ủa đồng chí chỉ huy. Trời ơi, trông thì cái trũng trẻ này này. Của đồng chí. Thế này là thế nào? Còn thế nào nữa? Nói nhiều ăn ít thôi. Còn đồng chí chỉ huy ấy, giọng rất ngọt ngào, êm đềm, nhẹ nhàng. Thôi con cầm. Nói ít, ăn nhiều. Chỉ huy không nhận hối lộ. Đi vào nhà nhanh lên. Vào nhà. Đi vào nhanh lên. Này. Đi vào. Vào đây con. Vào đây. Đây. Ôi. Ôi giời ơi, khổ thế đấy. Nào. Cầm. Chồng người ta thì được kìa nọ nhờ kia. Này chồng á, cấm nhờ bà là cái gì? Một tuần có 7 ngày á thì 6 ngày rưỡi mê sơ lết. Các cụ nói chẳng dài tí nào cả. Hồng nhan thì bạc phận mà. Này chị ơi, chị cho tôi xin cái quạt cái. Vâng. Chị nói đúng đấy. Nhan chị thì hồng mà phận chị thì bạc thật đấy. Chị nói như thế khác nào chị chửi vào mặt tôi. Kìa mẹ, con có dám chửi đâu ạ. Mẹ thấy con có câu nào chửi đâu ạ. Thế chị nói như vậy là tức là chị bảo tôi là ăn không nói có đúng không? Đấy là con chị than thân trách phận thôi ạ. Chứ con có dám chê gì đâu. Nhưng mà mẹ cũng thấy đấy. Vì nghèo quá không có dám đẻ đâu mẹ. Đẻ thì lấy gì mà ăn. Bao nhiêu lần anh ấy hứa với con là anh bỏ rượu, anh tu tâm dưỡng tính. Mà mẹ thấy vẫn như nào, vẫn như thế. Thôi chị khẽ khẽ cái mồm thôi. Không người ta hàng xóm láng giềng người ta lại tưởng tôi với con trai tôi hành hạ chị. Cưỡng bức chị, bắt nạt chị. Nhưng mà con ức giống không chịu được ạ. Đây này, cầm lấy cái khăn này, lau mặt cho nó đi. Làm vợ mà cứ như là người rừng ấy. Nhớ cái nách nó lên mà lau ấy. Kẽ nách ấy là nhiều mồ hôi nhất đấy. Ái ơi, úi trời ơi mẹ làm ơi. Làm cái gì đấy hả chị? Dạ, con có làm cái gì đâu ạ. Ôi trời ơi. Con gái còn nữa, chị chả học được tôi ở cái tính thùy mị nết na gì cả. Chị mà có cái tính thùy mị nết na như tôi thì con trai tôi đỡ khổ. Hiểu tại sao thời buổi bây giờ cái đức tính nhẫn nhịn của con gái biến đi đâu hết. Hơi một tí là chu chéo méo giật lên. Đấy, tôi nói cho chị nghe đấy. Vừa rồi đấy, cái anh internet anh ấy đưa tin đấy. Ở trên cái phố gì đấy, giữa thanh thiên bạch nhật, con dâu rút guốc ném hẳn vào mặt mẹ chồng một cái. Đấy, thử hỏi có thử làm như thế có được không? Hả? Tôi không cẩn thận, không nói với chị rồi chị cũng lại rút guốc chị ném vào mặt tôi. Mẹ, con có guốc đâu mà ném vào mặt mẹ à? Thôi được rồi ạ, bây giờ con mời mẹ ra bàn đấy ạ. Mẹ ngồi đấy mẹ ăn hết hai cái bánh giò của con trai mẹ mua đi. Giờ này con nhìn thấy mẹ xanh lắm ấy, gầy lắm ấy. Trời ơi, nghe chị nói bỗng dưng tôi cảm thấy tôi cứ nghẹn hết cả lại ấy chị ạ. Đấy là bánh của nó mua chứ bánh của chị mua thì chắc là tôi nghẹn đến mấy lần nữa à? Hả? Hay là chị tức là nó cho tôi hai cái bánh đúng không? Cho chị có một cái. Thế cho nên là chị tức chị mới nói tôi như thế đúng không? Đâu ạ? À, con tức gì đâu ạ? À?
tôi nói với... Đấy. Tôi nói cho chị biết nhá. Tôi nhiều tuổi rồi. Chị đừng có mà tị nạnh với tôi nhá. Tôi ăn được là bao mà chị tị nạnh với tôi hả? Đấy, của mẹ hết đi. Mẹ ăn đi cho nó có sức ạ. Ăn có sức để làm gì hả? Mẹ muốn làm gì thì làm. Thế chị định làm gì tôi? Con có làm cái gì đâu ạ. Chỉ cần mẹ đừng cà khịa con là được ạ. Ôi dồi ôi. Mày nói cái gì hả? Cô vừa nói cái gì hả? Đấy, xỉu ơi, xỉu. Mày tỉnh mà nghe xem vợ mày nói có được không? Để tôi ra ngoài cửa, tôi nói với bà con hàng xóm láng giềng biết xem là con dâu nói mẹ chồng cà khịa nghe như thế có lọt tai không à. Trời ơi, xỉu ơi, con dậy mà nghe con ơi. Khổ thân con tôi, ngày đi làm mướt mồ hôi, đạp xe tóp mông ra, nhưng mà về nhà thì nó anh ạ như thế này đây. Trời ơi, trời ơi. Chị kìa, chị mà động vào nó thì đừng có xong với tôi nhá. Tôi nói cho chị biết nhá. Tôi nuôi con tôi bao nhiêu năm nay, mẹ quá con cùi. Tôi có dám đánh nó roi nào đâu. Mà chị về làm vợ nó được vài năm mà chị giang tay, chị cấu véo nó như thế. Chị tra tấn nó như thời Trung Cổ thế à. Chị bắt đầu nó một lần nữa, chị không xong với tôi đâu nhá. Mẹ, nhưng mà mẹ thấy đấy, anh ấy đã hứa với con với mẹ bao nhiêu lần rồi là anh sẽ không động vào giọt rượu nào. Thế mà hôm nay này, mẹ xem này, vẫn cứ khướt mướt như thế này đấy. Tôi hỏi cô có bằng chứng nào để nhìn thấy nó ngủ uống rượu không? Ôi giời, thôi, khổ quá. Vào trong nhà rồi mà cứ như ngoài đường, ngoài chợ ấy, đau đầu lắm. Đấy, mẹ thấy chưa, nồng nặc mùi rượu, mẹ lại bảo là không rượu. Xíu. Dạ. Mẹ hỏi con thật nhá, con có uống rượu không? Dạ, con không, con uống rượu hồi nào? Đấy. Con đang bảo bỏ là con bỏ, mà con bỏ lâu rồi nhá. Con muốn một thứ mà con không bỏ được, đấy là cái thứ này. Đấy, chị thấy không? Trong lúc nó say rượu tuốt tầm lua ra như thế này mà nó vẫn bảo là nó không bỏ được chị đấy, chị thấy không? Đấy nhá, mẹ cũng vừa công nhận là anh đi say tuốt lua nhá. Đấy, mà thôi, bây giờ con không nói chuyện với anh với mẹ nữa. Con có cái này cho biết thế nào là say. Đây. Đây. Cái gì đấy? Anh thổi vào đây. Anh thổi vào đây thì cần anh thổi vào là biết ngay anh có uống rượu hay không. Tôi có uống rượu đâu mà tôi thổi. Thôi được rồi, con cứ thổi vào cho nó một cái. Cô thổi trước đi. Được rồi, tôi thổi cho anh xem. Mà này, tôi hỏi, cái này là cái kèn hay cái gì? Không phải là cái kèn mẹ ơi, cái này là cái thử nồng độ. Thổi vào đây này, có rượu hay không, có chất cồn hay không, nó lên hết. Để con thổi cho mà xem. Không lên một tí nào luôn. Đấy. Làm gì có tiếng gì? Thấy chưa? Mẹ có phải kèn đâu mà lên tiếng à? Anh thổi đi. Nào, thổi đi. Đưa mẹ xem nào. Cái này có khác gì cái kèn? Ô hay. Rõ ràng là cái kèn. Ngày xưa mẹ nói cho chúng mày biết nhá, mẹ có cô bạn gái thổi kèn rất giỏi. Nhưng mà thổi cái loại kèn dài như thế này này. Còn cả đời mẹ từ bé lớn lần đầu tiên mẹ nhìn thấy cái kèn ngắn như thế này. Thôi được rồi, con cứ thổi đi. Con cứ thổi đi, không biết cái kèn ngắn này có dễ thổi không? Mẹ cứ để anh ấy thổi đi. Nào, thổi đi. Ôi, thổi đi. Thổi. Không được hít vào, phải thổi ra. Ô hay. Thổi ra. Tôi đã bảo anh thổi ra cơ mà. Con cứ thổi ra đi, không lên thôi mà sợ. Thì thổi. Rồi. Được chưa? Đây nhá, mẹ nhìn nhá. Đâu? Nồng độ cồn vượt quá từ 50 đến 80 mg trên 100 ml máu. Nếu mà đi xe máy sẽ bị phạt từ 3 đến 4 triệu, còn đi ô tô sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu, mà thậm chí người ta tịch thu bằng, giữ xe luôn từ 6 đến. Thôi đi chị ạ, à, Lý mới trả luận. Con không biết, nhưng mà con số này nó nói lên tất cả rồi ạ. Chả số má gì cả. Tôi nói cho chị biết nhá. Tôi chả cần biết cái máy là cái máy gì, chị lôi nó ở đâu ra nha. Xỉu ơi, dạ. Con cứ ngủ đi nha. Con ngủ đi, mai con còn phải đi làm chứ không dỗi hơi như người ta. Chả có việc gì làm cả, đi bán hàng vài hôm rồi lại nghỉ. Ni mới trả luận. Ai rồi. Nào, thế bây giờ anh trả lời đi. Có phải anh tái dâm đêm hôm qua không? Trời ơi, đến nước này tôi không thể chịu được nữa rồi. Ly hôn đi. Cô nên nhớ là mẹ tôi đang ở trong nhà. Phải là mà cô muốn nói gì mà cô nói nhá. Tôi không sợ đấy. Tôi nói to là cho mẹ anh nghe thấy đấy. Ui. Nào, bây giờ ly. Thôi Tú ơi, tôi lạy cô nhá. Tôi không đái dầm thế là được chứ gì. Không đái dầm. Cái gì đấy hả?
Cái gì mà ỏm tỏi lên đây hả? Dạ. Ôi trời ơi. Dạ, mẹ. Dạ, cái gì mà mẹ vừa nghe thấy li li cốc cốc cái gì đấy hả? Dạ, không có cái gì đâu ạ. Dạ, sao mẹ không ngủ nữa đi ạ? Dậy sớm thế ạ? Đúng rồi đi ạ. Sao mẹ không ngủ đến 10 giờ trưa ấy? Rồi mẹ dậy con nấu cơm ăn luôn, đỡ phải ăn sáng ạ. Chị không phải mỉa mai tôi nhá. Chị ý chị bảo tôi ngủ đến 10 giờ trưa trương mắt mới dậy để tôi khỏi phải ăn sáng cái gì? Chị nấu nướng gì cho tôi ăn? Ngoài một ngày có 5.000 xôi hả? Cái gì? Cô Tú Vịt, từ hôm mẹ tôi lên trên này, cô để mẹ tôi ăn xôi chấm muối vừng à? Hả? Mẹ tôi ăn xôi nhiều, nó dính ruột, thịt làm sao? Ê, con có dám thế đâu ạ? Đấy là tại mẹ đấy chứ. Mẹ cứ bảo với em là ăn cái gì cũng được, thế cho nên là tiện thì em mua xôi thôi, chứ em có tiếc rẻ, em có tính toán gì đâu ạ. Ôi trời ơi, thế bây giờ cô lại đổ lỗi cho tôi. Này, Tú Vịt ơi, tôi già rồi, tôi cũng không biết ăn nói thưa gửi gì cả. Thế còn tôi nói muốn nói chuyện với cô là chuyện cái chăn này này, nó có mùi gì ấy mà. Thì tôi xin thưa với cô là, à em xin thưa với chị là em đái dầm ra đấy ạ. Thế chị làm gì em nào? Mẹ, con có ý đấy đâu ạ. Chẳng qua là con muốn hỏi anh ý xem là đúng bệnh tình của anh ấy như thế nào, để con còn đi khám chứ ạ. Nếu để như thế này sẽ ảnh hưởng đến thận, mà ảnh hưởng đến thận thì... Thì làm sao? Tôi hỏi con tôi rồi, chị đừng có vu oan giáo họa cho nó nhá. Tôi nói cho chị biết nhá, con nói hẳn với nó như là con đã nói với mẹ đi, là ngày nào con cũng trả bài cho nó đúng không? Dạ vâng. Đúng không? Thế con lại là gì nữa? Vơ vơ vẩn vẩn này. Mẹ. Này, cứ liệu hồn đấy. Tôi chịu hết nổi rồi. Lúc đấy nhá, cần thiết là tôi phá tung hết nhá. Ô lão ăn cắp. Xỉu ơi. Dạ. Vào đi mẹ bảo. Gì thế này? Mày phải mắng ai đấy? Dạ, Tú Vịt, dạ, dỗi con nó đi rồi. Ô, nó đi rồi à? Dạ. Ôi trời ơi, thế à? Này mẹ bảo này, anh vừa vừa phải phải thôi. Mà hôm qua thì mẹ cảnh cáo anh nhá, anh say mềm ra, anh ăn nói lung tung cả lên, anh gọi mẹ bằng em. Ôi tôi chết, con gọi mẹ là em á? Chứ lại không à? Xử nhà anh lắm nữa chứ. Mẹ không ở đây để mà bênh anh được nữa đâu. Anh phải đoạn tuyệt ngay cái rượu đi. Anh từ bỏ ngay cái rượu đi nhá. Dạ con bỏ nhiều rồi, thế nhưng mà thỉnh thoảng ấy cũng uống tí tí cho mặt mũi nó hồng hào tí mà. Thôi thì xin lỗi anh đi. Thế mẹ hỏi anh hôm qua đứa nào đái ra chăn? Dạ cái việc này thì dạ, con không biết ạ. Con không biết, say mềm ra đái ra chăn thì làm gì có biết. Thế vợ nó giận như thế là phải chứ còn gì nữa. Bây giờ việc đầu tiên ấy, anh khôn hồn ấy nhá, anh lấy cái chăn đấy vào đây giặt đi, chứ phơi không như thế kia thì bao giờ cho hết mùi hả? Sau đấy đi đón vợ về đây, mẹ vào trong bếp nấu nồi chè, cả nhà cùng ăn, nhớ chưa? Nói nhanh, chọn vuông. Trai thì có gì là sai, mà bình nhắn này. Khổ thế đấy. Sao cái số mình nó khổ vất vả vì những cái tin nhắn sặc mùi gạ gẫm thế này nhỉ? 15 phố Hàng Hòm nhé. Anh ra, đừng để em trồng cây chuối đấy. Anh cứ đứng ở đằng xa, em sẽ ra. Giờ anh không ra được đâu. Vợ anh đang ở nhà. Em xin anh, em không chia sẻ anh với ai đâu. Chính xác 10 phút thôi, em sắp sập nguồn rồi. Trời ơi! Quê, cậu định đi đâu mà bóng bẩy thế nhỉ? Đi hẹn hò tốc độ à? Cậu bé bé cái mồm thôi. Vợ tớ đang ở nhà đấy. Cậu có hẹn dịch vụ ăn trưa. Cậu mặc bộ này nhìn ấn tượng đấy. Chắc sẽ ghi điểm. Cậu sợ vợ thế mà còn dám đăng ký tham gia? Thì đi cho nó biết. Dân chơi mà không biết cái trào lưu này á thì vứt. Mà này, cậu giữ mồm giữ miệng nhé. Đừng có xoen xoét như thế. Vợ tớ ở nhà ấy, biết thì toi đấy. Ui giời, có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn đi. Hẹn ở đâu rồi? Cà phê lãng mạn. Đầu tiên ấy là chuyện trò khoảng 5 phút gây ấn tượng. Nếu mà thành công thì chuyển sang chế độ hẹn hò 2 đến 3 tiếng. Rồi ôi, nói chung là hay ho ra phết đấy cậu ạ. Nè nè. Hả? Thế còn cái tin nhắn này là thế nào? Bí mật, hồi sau sẽ rõ. Thôi bây giờ tớ đi đây. Lát nữa tớ về tớ sẽ kể cho mà nghe nhé. Bye bye. Improved.
Everybody make it down and Everybody make it down and